Chào các em học sinh thân mến, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em phân môn luyện từ và câu lớp 4, bài luyện tập về câu kể Ai là gì? Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ ha các em. Đầu tiên, trong các câu dưới đây, các em hãy tìm cho cô câu nào có dạng ai là gì. A. Hôm ấy cô giáo dẫn một bạn nữ vào lớp em. B. Bạn Tú là học sinh giỏi của lớp. C. Bạn Hạnh rất ngoan và chăm chỉ. Rồi cô cho các em 2 phút suy nghĩ để tìm ra câu ai là gì. Đã hết thời gian, đáp án chính xác là đáp án nào các em? Đó là đáp án B. Bạn Tú là học sinh giỏi của lớp em. Tiếp tục, cô sẽ kiểm tra một câu nữa. Câu kể ai là gì dùng để? A. Dùng để giới thiệu. B. Dùng để chỉ sự vật. C. Dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định. Rồi, các em suy nghĩ và sau 2 phút cho cô đáp án nha. Đã hết thời gian, đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án C. Câu kể ai là gì dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài mới. Đó là bài luyện tập về câu kể ai là gì. Đầu tiên, các con hãy xác định cho cô câu kể ai là gì trong các đoạn văn sau. À, bây giờ các em hãy cùng đọc với cô đoạn A này nha. Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên, Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội, nhưng các ông đã anh dũng hy sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và năm 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông. Đây là hình ảnh về ông Hoàng Diệu và ông Nguyễn Tri Phương. Cô giới thiệu thêm một số nét về hai ông. Ông Hoàng Diệu là một vị quan nhà Nguyễn, tên thật là Hoàng Kim Tích, tự Quan Viễn, hiệu Tỉnh Trai. Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tý, năm 1829, trong một gia đình nho học ở tỉnh Quảng Nam. Ông nổi tiếng thơ văn từ năm 16 tuổi. Ông đã chỉ huy quân sĩ chống trả quyết liệt, quyết giữ được thành Hà Nội năm 1882 và ông đã hy sinh. Còn về ông Nguyễn Tri Phương, ông tên cũ là Nguyễn Văn Chương, tự Hàm Trinh, hiệu là Đường Xuyên, sinh ngày 21 tháng 7 năm Canh Thân, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông xuất thân trong một gia đình làm ruộng và nghề thợ mộc. Nhà nghèo nhưng nhờ có ý chí tự lập nên ông đã làm nên cơ nghiệp lớn. Về sau, Nguyễn Tri Phương là đại danh thần Việt Nam thời nhà Nguyễn. Ông là tổng chỉ huy quân đội triều đình nhà Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược. Ông đã ra sức giữ thành Hà Nội năm 1873. Khi thành Hà Nội thất thủ, ông bị quân Pháp bắt giữ. Ông bị thương nặng nhưng không chịu để giặc băng bó. Sau đó ông tuyệt thực và ông đã hy sinh. Thì để nhớ ơn hai ông thì ở ngoài Hà Nội người ta đã lập đền thờ để tưởng nhớ hai ông. Thì các con muốn tìm hiểu thêm những điều về hai ông thì các con sẽ có thể tìm hiểu qua mạng, ta search trên Google các con ha. Câu C, chúng ta cùng đọc nào ha.
Tàu nào có hàng cần bốc lên là Cần Trục vươn tới. Cần Trục là cánh tay kỳ diệu của các chú công nhân theo phong thu. Bây giờ cô giới thiệu thêm một số nét để con nắm hơn. Các con nhìn hình minh họa rồi cô nói thêm để các con hiểu thêm ha. Cần Trục là một cỗ máy bằng thép cao to và cồng kềnh, được hoạt động dưới bàn tay điều khiển của người công nhân. Thì các con thấy là người công nhân sẽ ngồi trong cái máy này nè, lái điều khiển để cần trục bốc hàng hóa đó, các con thấy hình minh họa không? Thì mỗi cần trục có chiều dài lên đến hàng chục mét, giống như cánh tay vươn ra. Cánh tay đó rất chắc khỏe, có thể nâng được những hàng hóa đến vài chục tấn, những cái thùng container. Đặc biệt, chiếc cần trục có thể xoay tứ phía để việc bốc dỡ hàng hóa được dễ dàng hơn. Đó, cô giới thiệu một số nét về cần trục để các con hiểu thêm. Nãy giờ các con cũng thắc mắc là tại sao cô nói câu A, câu C mà cô không hề nhắc đến câu B. Vì câu B là cái phần giảm tải nên chúng ta có thể bỏ đi, không cần làm cái bài tập đó con ha. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của các con là xác định câu ai là gì trong đoạn A và đoạn C cho cô. Bây giờ các con sẽ dùng thước bút chì gạch dưới câu kể ai là gì trong hai đoạn đó. Nhớ là dùng thước gạch, chúng ta không có gạch tay con ha. Rồi, cô cho 5 phút bắt đầu con thực hiện vào cái bài làm của mình luôn. Rồi, đã hết thời gian. Bây giờ báo cáo kết quả cho cô nè ha. Câu A, chúng ta xem coi câu kể là gì, trong đoạn A là những câu nào. Xem kết quả cùng với cô nè. A, câu A chúng ta tìm được hai câu kể A là gì. Thứ nhất, Nguyễn Chi Phương là người Thừa Thiên. Thứ hai, cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Còn câu C, câu kể là gì chúng ta tìm được? Chính là câu Cần Trục là cánh tay kỳ diệu của các chú công nhân. Việc làm tiếp theo là chúng ta sẽ nêu tác dụng của các câu chúng ta vừa tìm được. Theo lý thuyết bài cũ chúng ta học rồi, câu kể ai là gì có mấy tác dụng các con? Ai nhớ nè? À, câu kể ai là gì chúng ta có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là dùng để giới thiệu, và tác dụng thứ hai dùng để nêu nhận định. Vậy cô cho các con 5 phút suy nghĩ làm bài, sau đó chúng ta sẽ tra đáp án với nhau ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ so sánh đáp án nè. Câu đầu tiên, Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Thì tác dụng của câu này dùng để giới thiệu. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Tác dụng của câu này dùng để nêu nhận định. Cần Trục là cánh tay kỳ diệu của các chú công nhân. Tác dụng của câu này dùng để nêu nhận định ha. Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu chúng ta vừa tìm được. Các con sẽ gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch với bộ phận vị ngữ trong các câu chúng ta vừa tìm được ở trên. Và lưu ý là chúng ta sẽ gạch thước bút chì, không gạch tay hả con ha. Bây giờ cô cho các con 5 phút, các con gạch trực tiếp vào bài của mình luôn, sau đó báo cáo kết quả cho cô ha.
Trước khi gặp cô nhắc sơn gì nè, con nhớ cách tìm chủ ngữ vị ngữ câu kể là gì không? Bài trước chúng ta học rồi. À, để tìm chủ ngữ câu kể là gì, chúng ta phải nhớ là chủ ngữ câu kể là gì, trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Chúng ta phải đặt ra câu hỏi ai, cái gì, con gì ha. Vị ngữ câu kể ai là gì, trả lời cho câu hỏi là ai, là con gì, là gì. À, như vậy muốn tìm vị ngữ chúng ta phải đặt câu hỏi là ai, là gì, là con gì để tìm ra vị ngữ. Rồi, 5 phút các con làm bài, gạch trực tiếp vào bài của mình luôn. Một lát báo cáo kết quả cho cô. Rồi bây giờ các con so sánh kết quả với cô nha. Câu A, chúng ta sẽ đặt câu hỏi ai là người thừa thiên? Phần trả lời là Nguyễn Tri Phương, vậy Nguyễn Tri Phương là chủ ngữ. Chúng ta đặt câu hỏi tiếp, Nguyễn Tri Phương là ai? Phần trả lời là người thừa thiên, là vị ngữ. Cả hai ông đều không phải người nội, mới hỏi ai đều không phải là người Hà Nội, thì cả hai ông chính là chủ ngữ, đều không phải là người Hà Nội, là vị ngữ. Cái gì là cánh tay kỳ diệu các chú công nhân? Trả lời là cần chụp, vậy cần chụp là chủ ngữ. Tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo, cần chụp là gì, thì phần trả lời là cánh tay kỳ diệu của các chú công nhân, nghe phần đó chính là vị ngữ ha. Và các con có làm đúng giống như đáp án của cô không? Có sai thì chúng ta sẽ sửa bài sau ha. Tiếp tục bài tập số 3 là chúng ta sẽ thực hiện theo yêu cầu như sau. Có lần em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó. Trong đoạn văn có sử dụng câu kể ai là gì? Đây là một tình huống các con tưởng tượng ha. Thì các con sẽ một nhóm các con cùng một số bạn đến thăm bạn Hà bị ốm và giới thiệu với bố mẹ bạn Hòa từng người trong nhóm mình. Và trong đoạn văn chúng ta viết phải sử dụng câu kể ai là gì. Thì cái đoạn văn đó các con chỉ cần viết 4 5 câu, 5 6 câu thôi là được rồi ha. Bài tập này thì các con sẽ tự làm vào vở của mình. À, sau đó báo cáo là kết quả với cô. Rồi để thư giãn một chút xíu, các con cùng cô chơi một trò chơi để củng cố bài học hôm nay. Cô có 3 ô cửa bí mật. Ô số 1, số 2 và số 3. Các con sẽ mở từng ô, phát hiện coi trong đó có gì ha. Rồi, chúng ta sẽ chọn chữ cái trước đáp án đúng nhất. Ô số 1, chủ ngữ trong câu kể ai là gì? Trả lời cho câu hỏi ai? A. Ai. Con gì? Vật gì? B. Ai. Con gì? Cái gì? C. Ai. Con gì? Người nào? 10 giây suy nghĩ trả lời. Rồi, hết thời gian. Đáp án của các con là đáp án gì nào? Đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án B. Chúng ta tiếp tục mở ô cửa số 2. Vị ngữ trong câu kể ai là gì? Trả lời cho câu hỏi nào? A. Là gì? Là ai? Là con gì? B. Là gì? Làm gì? Làm như thế nào?
C là gì, làm gì, như thế nào? Rồi 10 giây suy nghĩ trả lời. Rồi, chúng ta có đáp án chưa các con? Đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án A. Tiếp tục chúng ta sẽ mở ô cửa thứ ba. Nêu tác dụng của câu kể ai là gì? 10 giây suy nghĩ cho cô câu trả lời. Đáp án chúng ta chọn chính là đáp án C, cả A và B đều đúng. Như vậy nãy giờ các con đã cùng cô luyện tập về câu kể ai là gì. Chúng ta đã trải qua 3 tiết học ha, để tìm hiểu về câu kể ai là gì, để tìm hiểu chủ ngữ, vị ngữ câu kể ai là gì, và cuối cùng là luyện tập về câu kể ai là gì. À, các con lưu ý là thực hiện đầy đủ các bài tập và gửi bài qua Zalo để cô giáo chấm bài ha. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chào các con, cô chúc các con chăm ngoan học giỏi.